Kim Ngọc và chương trình Khéo Tay Hay Làm một lần nữa lại xin kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Nhân dịp là tụ trường, tuần tới có một số trường đã tụ trường rồi. Kim Ngọc hướng dẫn cho một quý vị một cái cũng là một loại hoa tropical trên tay Kim Ngọc đang cầm, đó là hoa chim thiên đường hay còn gọi là thiên đường điểu. Ngọc thể hiện cho nó cái tác phẩm ngày hôm nay là Gà Con Đến Trường. Và cái tác phẩm này rất là đơn giản quý vị. Giống như là mình chỉ cần một cái chim thiên đường điểu hoặc là tiểu điểu, để đây là cái hoa tiểu điểu, và mình có thể mình làm tạo ra giống như là một con chim. Và cái form thì cái bình thì quý vị chọn nó hơi cao chút xíu để cho nó cân xứng với lại cái dáng của cái chim thiên đường điểu này. Và khi mà tạo ra cái chính của cái bình rồi thì quý vị là con chim này thì cần phải có cái đuôi, cho nên cái đuôi thì mình chỉ cần lại lấy cái cành dừa mà thôi, cành dừa cao nhỏ có cái dạng xòe như vậy để Ngọc cắm ngang phía đằng sau, đối xứng với lại cái đuôi của cái con công như thế này. Kim Ngọc thấy cái đuôi nó giống như là một cái đuôi của con công, cho nên Kim Ngọc lấy cái cành này. Cái việc nó có cái dạng cái góc của cái đuôi của cái con gà con này. Và bây giờ mình cũng cần phải đệm lá ha. Và rồi mình cũng cần phải có cái mình của cái con gà, thì Kim Ngọc dùng cái cẩm tú cầu. Quý vị cắm sát xuống ngay giống như cái mình của con gà con, hay là gọi là một con công, thì quý vị cắm sát nó xuống. Sau đó mình dùng cái lá dương sĩ để mình thêm vô, tạo ra cái nét tự nhiên của cái đuôi của cái con công này. Và nhớ quý vị cũng vuốt cái gốc của cái lá dương sĩ nha, để có thể mình cắm sâu vào trong cái form được hơn. Kim Ngọc lấy cái cành dài nhất để làm tạo ra cái đuôi cho nó nhẹ nhàng hơn, cho nó dài hơn và có độ cong. Thì quý vị cũng phải ướm nha, quý vị ướm thử coi là nó dài nó ngắn, là mình hẳn cắt nó đi. Với cái này thì Kim Ngọc cần cái độ dài hơn một chút xíu, và mình cũng vuốt ra. Sau đó Kim Ngọc dùng hoa Libero hay còn gọi là hoa lục xuất để Ngọc đệm phía dưới thôi. Với cái hoa này thì nó có cái độ cong. Với cái độ cong thì tùy theo cái nút của mình cắm. Với độ cong này thì Kim Ngọc muốn cho cái hoa nó chúi xuống thì Kim Ngọc cắm phía dưới. Còn nếu quý vị muốn cho nó ngửa lên thì quý vị chỉ cần ngửa lên thôi. Và cái cánh này nó cái cánh hoa của blueberry này, cái bebru này á, sorry quý vị, hoa bebru này thì nó rất là mềm, cho nên quý vị cắm nhẹ thôi nha, đừng có ấn mạnh quá thì xem nó sẽ dễ bị gãy. Và quý vị cắm xung quanh. Cái này thì Kim Ngọc cần một số cái lá ivy. Quý vị cũng vuốt bớt cái lá ở phía cái gốc của nó để mình tạo cái đồ rũ của cái bình gà con đến trường. Hay có thể quý vị có thể mình tạo cho nó một cái tác phẩm khác cũng được.
hay là công con gọi mời, hay là công con tìm bạn như thế nào đó, thì tùy theo quý vị thôi. Tại vì Kim Ngọc thấy gà con dễ thương, Kim Ngọc nên nói gà con thôi. Chắc có lẽ quý vị cũng nói Kim Ngọc tại sao gà nhưng mà cổ cao như vậy. Nhưng mà có thể quý vị sẽ dùng là con công hay là một loại chim nào đó mà quý vị thích. Và như quý vị cũng biết đó là hoa rất là đơn giản, nó chỉ cần là mình tạo cái tác phẩm của nó là do chính mình mà thôi, chứ không phải là cái quy luật nào để mà mình tạo nên cái tác phẩm. Giống như vào theo cái mùa, thời điểm cũng như cái loại hoa mà quý vị tạo nên nó. Chứ nếu như không có dùng chim thiên đường điểu này thì mình không thể tạo được một cái tác phẩm gọi là gà con hay là chim phượng hoàng gì cả. Cho nên dựa vào cái vốn sẵn có của loại hoa mà chúng ta tạo nên cái tác phẩm. Với Kim Ngọc thì hướng dẫn cho quý vị thật là đơn giản để cho quý vị biết rằng là cái hoa chỉ là ngầm nói cho ta những cái tâm tư tình cảm mà cái người cắm hoa đã đặt vào, chứ không phải là nhằm một cái mục đích rằng là mình phải phô trương cho hoa thật là nhiều để mà mới có thể tạo được cái tác phẩm. Đối với Kim Ngọc thì là dù cho một cành hoa, Kim Ngọc cũng muốn tạo cho nó một cái tên hay một ý nghĩa mà vốn cái loại hoa đã có được mang ý nghĩa thực sự của nó rồi. Và đây là những cái tác phẩm của Kim Ngọc đã hoàn thành, và quý vị chỉ cần coi lại nha. Kim Ngọc muốn có độ rũ đó, cho nên Kim Ngọc xuống. Kim Ngọc tạo thêm một cái nơ dễ thương cho con gà con này. Nếu mà quý vị không có cái dây ribbon này thì quý vị cũng có thể lấy những cái dạng mà giống như là dây dây cỏ ha. Quý vị cũng có thể tạo thành những cái nơ để mình tạo thêm một cái nét duyên dáng cho khi mà gà con đến trường thì cha mẹ thường là giống như mặc đồ đẹp cho mấy em nhỏ. Thường là nam thì thắt cà vạt nhỏ, cho nên nhiều khi quý vị có thể dùng một luôn để hiện cho là boy. Nếu mà quý vị dùng như cái này thì cũng có thể là cho một pin. Kim Ngọc chỉ làm như vậy thôi. Kính thưa quý vị, đây là cái tác phẩm Gà con đến trường của Kim Ngọc đã được hoàn thành. Và những cái sự đóng góp của quý vị giúp cho chương trình khéo tay của hay làm của Kim Ngọc được một ngày càng tốt đẹp hơn, càng nhiều ý nghĩa hơn. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình khéo tay hay làm kỳ sau. Xin trân trọng kính chào quý vị.